Vâng các bạn. Cậu thấy bảo bên nước ngoài thì vịt nó sẽ là một động vật ô sông nước, ở đây sao? Vịt gì? Quý hiếm ấy. Ok ok. Ồ, mình phát hiện một con chiếu to chưa này. Ừ, nếu khêu khêu khêu. Ừ, đây 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 đây. Cho vì vai là vai là vlog. Nó cắn, nhưng mà ít khi nó cắn. Nó cắn là độc chết người đấy, cậu biết à? Độc chết người á? Ừ. Thật à?